Everybody, welcome to Health VKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với cái đống này là ok. Có mấy cái viên này vứt hết chứ để làm gì ta, đúng không? Ok, chúng ta sẽ đến với một con game kiếm hiệp mới nhất hiện nay hả? Còn mấy cái này đi phân giả được không? Vứt hả? Nó chỉ có vứt được thôi anh em ơi. Đậu tương nữa. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với con game Mộng Tiên Kiếp 2, phiên bản update mới nhất hiện nay với những con tọa kỳ ha, phi thăng ha. Đó, như là heo đang cởi con rồng màu tím nè ha. Chúng ta hình như có update hai con rồng mới, đó là một con rồng màu tím và một con rồng bảy màu nha anh em ơi. Ok ok, và nó là 3D luôn nha các bạn ơi, chứ không phải là mấy cái game 2D nó chạy vòng vòng nha. Giờ kiếm hiệp giờ toàn là 3D được không các bạn? Trời ơi à. Mà để dọn bớt cái đống này cái. Trời ơi à. Lúc mà nhận quà thì nó cũng sướng tay lắm, mà cái lúc mà đem đi vứt á thì nó cũng ối trời ơi luôn anh em à. Mà mấy cái này lười xài lắm các bạn ơi, cái này màu tím, ra màu game này tính năng đồ họa đồ, ta nói event đồ rất là nhiều, đó là mấy cái này vứt. Này sử dụng sao? Tiến cấp à, trời ơi cái này mình có bầu ơi. Trời ơi tiến cấp hả? Ủa đầy rồi phải không? Đầy thì qua con này. Trời ơi nguyên liệu gì hợp đủ bầu. Ok. Ở đây còn nữa nè. Đó, ok man. Rồi hụt tính gì tà lẹ hồng mẹ. Ôi xong hết rồi hả? Ủa này. Trời ơi. Ủa cái này triệu hồi cái này không biết. Ô ép vô hả? Trời ơi khảm liền bộ. Ô là trời, có là chơi hết chứ. Bệnh gì cử đúng không? Không có gì cử kiên cả. Lụm hết. Đó nguyên liệu. Ủa Ủa men à. À ok ok. À mấy cái này nó xài không giống nhau. Trời ơi. Rồi có gì mình nhét cái đó vô thôi các bạn ơi. Ủa bên đá phòng thủ không có hả ta? Thăng cấp cái này lên đi. Auto làm gì cho buồn bầu. Đó trời ơi lực chiến lại tăng lên nữa. Ủa mát rồi hả? Trời ơi, mới đây được 5 tỷ lực chiến rồi kìa các bạn. Ô là trời. Game mà tỷ tỷ lực chiến ha. Kim nguyên bảo kìa, còn 3 ức, 9 ức gì tà le học me hết kìa. Ta nói vô tư. Trời ơi, ba cái đồ quỷ này. Ui, ở trong kia có cái viên ngọc kìa các bạn, nó cũng chưa được nè. Đây. Đó, mình sẽ giúp nó lên luôn. Lực chiến ở đây tăng cho có lệ thôi chứ, có hình thức thôi chứ các bạn thấy nó có lên được bao nhiêu đâu. Wow. Mà thôi kệ nó đi ha. Ok. Ui có auto mua được à. Đậu tương. Auto không auto gì thôi chắc cũng kệ nó quá. Rồi kháng bạo đồ đó. Lực chiến đồ. Trời ơi à. Tôi 5 tỷ mấy lực chiến rồi nè mấy ông ơi. Đó. Lần nào hot ra vô lại nó cũng có tính năng mới hết á. Ok. Không biết là kỳ này có update gì mới không, nhưng mà biết là có xe vừa mới nha anh em ơi. À mở thêm được cái cấp trên này nữa hả? Wow lực chiến tăng lên nhưng mà không được bao nhiêu hết, nên là hồi thấy phí thời gian quá, thôi để đó đi. À học liền trời, kỹ năng ngon gì mà. Ủa sao bồn mày không học mày. Trời ơi thôi vậy để nó đó đi. Sủng vật còn bé quá, có con sủng vật nào to hơn không ta? Trời ơi nguyên liệu của heo nè các bạn. Trời đất ơi, trời đất ơi. Tiếp lại cho gọn không? Tao ship lại thôi chứ tao không có ý định ăn hết mấy này đâu. Đó. Mày chịu đem dục bớt quá. Quá trời luôn đây. Con bé của heo nè. Đó. Đó là cái gì ta? Hăng cái gì tiến cấp. Nó là vũ vực hả? Không, này binh pháp vòng sáng. Nó là cái gì bay bay với chân nó quên mẹ nó rồi. À pháp bảo hả? Phải không ta? Không pháp bảo là cái đi chung. Vũ vật. Cái gì dưới
tiên sủng rèn đúc, đó là cái bên rèn không, rèn là trang bị rồi. Thần ma sủng vật, sủng vật là con bét hồi nãy đó, bét nè, kỳ ngộ kỳ tài lĩnh chức năng tiên minh cái đó, cái này nè, quên mẹ nó rồi. Để vô con bét thử coi nó có gì, vô nguyễn hóa để coi có cái tọ kỳ nào mới không. Ok, tọ kỳ thì chỉ có hai con này là mới nhất, vậy là cái phi hằng rồi. Mà cái phi hằng bây giờ heo méo nhớ là heo chục nó ở đâu luôn, nó nằm ở chỗ nào ta, trong này là không có rồi nè. À, nhân vật không, cảnh danh hiệu kỹ năng hả, trời ơi auto 1 lít 1 chứ cái này kiếm ở đâu. À, hoàn thành nhiệm vụ hả, xanh đó. Trời ơi, chuyển chức, chuyển chức, chuyển nghề, chuyển 4, chúng ta mới có chuyển 5 mà các bạn ơi, không biết chuyện nào mới chuyển được tiếp. Phân giải kim nguyên bảo đồ đó, ui rồi ôi nhìn đẹp kìa, wow lượm con boss liền, u là trời, ui 5 tỷ mấy lần chiến rồi. Rồi bây giờ mình đi vòng vòng mình lượm mấy con boss này ha. Nào đâu, à chú mày à, chú mày à, à anh mày giết mày luôn, trời ơi à, đùa với anh mày à, đùa với anh mày à, trời ơi à, lực chiến số gấp phê nha. Ok lại đi một em nữa. Em 600 à, quá em 700 luôn. Trời ơi, luộc luôn chứ nói gì nữa. Đâu rồi, ủa đây không có hả? Có, đây, đây. Wow, nó vậy dễ nhìn hơn nè các bạn ơi. Wow. Đẩy. Đó, đó, đây có con gọc màu tím nè. Nhưng mà cái con gọc kia quên mẹ nó nằm ở đâu rồi ta? Thiệt tình là không nhớ con gồng kia nó nằm ở đâu luôn á anh em. Mới hay thiệt chứ. Tiến cấp thần ma sủng vật trợ chiến, kỳ binh chiến hồn trang phục long môn tiên khí dị hỏa minh văn, văn minh gì tà le hồng me hết. Rồi để nó vô lại cái túi đồ tôi coi coi, để cho nó đánh nó đó đi. Con này nó đánh chắc cũng lâu à, mình không có chết được đâu. Mấy cái đá hồi nãy có nhận được cái viên update, cái viên update nó nằm ở đâu mất mẹ nữa rồi. Cái viên đó mở ra là sẽ nhận được con tướng rồi, nó không biết nằm ở đâu luôn. Ok thôi cắn dài viên kim nguyên bảo đi cho nó nhận được cái tích nạp cái đã, rồi tính gì tính anh em nè. Cái này méo méo ăn được. Ừ nè, cái đống này nè, cái này là cánh, cái kia là nằm ở đâu trời, không nhớ luôn. Ok, ôi một gì, 1.000 vạn đó, u là trời, tiền lại về thấy chưa, tiền lại về với bản làng rồi. Hay xếp treo 1 giờ, ta treo 7 giờ luôn. Đâu rồi. À quên nữa các bạn ơi, hồi nãy giờ chúng ta quay quần mà quên là chúng ta có thông tin về server mới, đang mân mê mò mẫm đi kiếm cái trang bị khảm công hả, sử dụng khảm đá, khảm vô đồ hả, đồ có bao giờ mặc được mấy cái đồ ngon đâu, toàn đồ sida không, tại vì chuyển sinh chuyển cấp đâu có tới đâu mà mặc mấy cái đó các bạn, đậu nương đó. Kiểu như là bầm cùng vài lần đó. Ờ, gì đây? À, Nguyên Thạch, Nguyên Châu gì đó. Đà Lai Học Me nè. Đá đồ. Ok, rương đồ. Hồi nãy mới nhận được cái viên update mà không biết dụng đâu bà nó rồi, giờ không thấy luôn. Cuộc sống này. À, ủa cái gì vậy? À, hư nè các bạn. Gói quà đồ trong này cũng được một đống nè. Ok, nhận hết thôi. Trời ơi à. Ok, thẻ đồ treo đồ. Rồi. Tới luôn. Đâu rồi? Nó nằm mút ở sau nè. Đồ nhiều quá cái nó vậy á. Rồi giờ nó nằm ở sau nè luôn. Đó, thành đó.
còn nữa không? Hết rồi bro. Đây còn quà tích nạp nữa nè anh em. Trời ơi, cắn có 1000 vạn thôi mà nó cho nè. Úi giời, thiệt chứ ngại gì đâu á. Ôi giời giời giời. Ôi rồi, xong luôn, đi xa luôn. Ok ok, rồi Trang chủ trở về. Cái này không bỏ được mới ác chứ. Ok, sẵn đến với thông tin server cái đi. Đây, Mộng Tiên Kiếp 2 thông báo up bên máy chủ mới new nè ha. Quyền Long thời gian 19 giờ ngày 9 tháng 9. Đó, link game là 369 game.online, copy ra web ha. Đây là link group Zalo Cẩm Nang Tân Hữu, vào game nhập full code nè ha. Trang chủ sự kiện tổng hợp code, chạy nhiệm vụ 9 tiếng lên 150. Về map Hương Ngô Sơn, về tầng lăng bãi trên level cộng kim nguyên bảo luyện khí trúc cơ. Tính năng server, hệ thống trang bị new phẩm vàng nguyễn hóa full new, mở giới hạn tu luyện lên 50 tầng. Map trên sự kiện A-Ship kim nguyên bảo rơi như mưa. Phiên bản mới Củ Long tranh bá, mở giới hạn ngọc lên level 100. Đó, trời ơi coi nè, ôi ơi. Đẹp chưa, hai ba con bay lòng vòng nè. Úi rồi ôi. Event 2 tháng 9 nạp gói được đá, được đồ nè, update nè, đó. Wow, đẹp, đó. Bây giờ mình vô trong, hồi nãy như thấy có cái bài nào mới đâu ta. À không, bài đó là bài code thôi. Rồi bây giờ để hót ra vô lại cái đậu xanh đó. Rồi vô lại được rồi nè nha các bạn ơi. Đây. Ủa, đang chạy nhiệm vụ gì ta? À, nó đang chạy cái nhiệm vụ như là chuẩn bị nó trùng sinh tiếp hay gì á. Nhưng mà kệ nó. Rồi thấy được cái chỗ mà chúng ta chuyển về rồi nè. Nó là chiến kỵ anh em ơi. À, lù sù bù quá trời quá đất luôn. Đây đó. Ôi con rồng to quá. Lấy con rồng 7 màu này đi. Đâu rồi. Đây chiến kỵ. Chúng ta có thể giác con này đi đánh được các bạn. Đó. Ngậu liền, trời ơi. Đùa nhau à. À, tao bay đùa với tao à. Đó. Đây, góc này đẹp nè. Đó, tao bay đùa với tao à. Đó. Đây, đem con chiến kỵ ra. À, là có nghĩa là nó khác con tọa kỵ. Tọa kỵ là mình ngồi mình đi đúng không? Chiến kỵ là mình vừa đánh là mình vừa ngồi trên con đó được các bạn à. Đó. Ok liền. Rồi. Link heo sẽ để dưới phần mô tả nha. Anh em nào có chơi thì có thể tải về tìm hiểu ha. Ok. Rồi, thôi bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Và đừng quên server mới sẽ open vào 19 giờ ngày 9 tháng 9 nha các bạn ơi. Game có rất là nhiều event tính năng. Đâu rồi nè, trục hoạt động nè. Đó, ok. Rồi ở đây chúng ta còn có hợp thành khác. Đó, đổi nè, event đồ nè. Rất nhiều nguyên liệu đồ luôn. Đó, mấy cái đường nè. Heo đang tích dần lên để mở nè. Đó. Rương này để mở gì vậy? Chiến gì rương? Chiến hồn đỏ hả? Cái này là thiên vật rồi gì tà le hồng me hết. Đó, gói nạp luôn nè các bạn. Đây, mấy cái viên này chúng ta gom lại, chúng ta ghép lại được gói nạp nè. Dragon nè, mảnh nè hả? Ghép lại mở ra được nè. Trời ơi, rất nhiều luôn. Cảnh giới đồ, ok. Event 369 tuyệt phẩm nè. Đó. Chợ trời gì nữa nè. Ok, hồi mấy cái rương đánh boss nè, lụm mở ra được. Ủa? Rất nhiều luôn. Ok, thôi, bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Ok, bye bye.